Bạch Lộc và Thừa Lỗi được ủng hộ nên duyên trong một dự án cổ trang. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án cổ trang Huyền Nghi Tra Án Triều Tuyết Lục đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính. Được biết, dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết Quyền Sủng Chi Ngỗ Tác Y Phi của tác giả Ngưu Nải Chỉ Đường. Dù chưa có sự xác nhận chính thức, nhưng vẫn khiến nhiều khán giả vô cùng ủng hộ màn kết hợp của cặp đôi. Được biết, Bạch Lộc và Thừa Lỗi đều là mỹ nam mỹ nữ sở hữu vi dù mãn nhãn, ngoại hình phù hợp với các tạo hình cổ trang. Sau gần 10 năm hoạt động trong showbiz xứ Trung, Bạch Lộc đã sở hữu một gia tài phim ảnh đồ sộ với không ít vai diễn ấn tượng. Dẫu vậy, cô bị cho là không có khả năng bảo chứng rating như các sao hạng A được kỳ vọng. Sau thành công Trường Nguyệt Tẩn Binh lên sóng hồi đầu năm nay, tên tuổi cô nàng tăng trưởng vượt bậc và có nhiều tài nguyên phim tốt tìm đến. Gần đây, Bạch Lộc gây chú ý khi tham gia vào dự án chính kịch Bắc Thượng và được khen ngợi kính nghiệp khi chấp nhận làm xấu bản thân để phù hợp cho vai diễn. Sắp tới đây, cô nàng có dự án cổ trang Ninh An Như Mộng lên sóng, được đặt nhiều kỳ vọng bùng nổ. Thừa Lỗi được biết đến với vai nam phụ Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ, vai diễn của anh chàng trở thành cơn sốt, vượt mặt tất cả nhân vật nam khác, bao gồm cả nam chính Cung Tử Vũ của Trương Lăng Hách, cặp đôi Thượng Giác và Quang Thiển của nam diễn viên và Lư Dục Hiểu, cho đến hiện nay vẫn được vô cùng yêu thích trên mạng xã hội. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Thừa Lỗi đa phần đóng vai phụ trong các dự án mà mình tham gia. Kể từ sau thành công của vai nam phụ trong Vân Chi Vũ, anh được phong danh hiệu chiến thần đè bẹp nam chính, đang dần dần giống với Trần Đô Linh, một trong những diễn viên chuyên đóng phụ, nhưng là nỗi sợ của những ai đóng chính. Đàm Tùng vẫn tiếp tục cưa sừng làm ngé, tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án điện ảnh Tạm Biệt Lý Khả Nhạc đã tung trailer và công bố thời gian ra rạp chính thức vào ngày 1 tháng 12 tới. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như Đàm Tùng Vận, Jimmy, Ngô Kinh, Tưởng Long, Triệu Tiểu Đường. Theo đó, trong đoạn trailer, diện mạo trẻ trung ngoài sức tưởng tượng của Đàm Tùng Vận được khán giả chú ý. Trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 cùng kiểu tóc ngắn quen thuộc, cô nàng trông còn giống học sinh hơn cả các bạn diễn trẻ trong phim. Nhiều khán giả cho rằng, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn là nữ thần thanh xuân đỉnh nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi ngoài 30, nàng Tiểu Hoa vẫn tự tin đóng các vai nữ sinh cấp 3, nhờ gương mặt tròn, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Được biết, Đàm Tùng Vận nổi tiếng với biệt danh nữ thần thanh xuân, nhờ thành công của những tựa phim thanh xuân Vườn Trường Đình Đám, các tác phẩm làm nên tên tuổi của cô nàng, phải kể đến như Hướng Gió Mà Đi, Quy Lộ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Tạm Biệt Lý Khả Nhạc là bộ phim có chủ đề về tình cảm gia đình, nội dung xoay quanh cô bé Lý Yên, người có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ của mình, bỗng một ngày thế giới như sụp đổ, khi cha của cô gặp tai nạn nghiêm trọng và trở thành người thực vật. Dù con gái mong muốn được chăm sóc bố cả đời, kể cả khi ông không tỉnh lại, nhưng mẹ của Lý Yên lại quyết định từ bỏ việc điều trị. Điều này khiến Lý Yên sinh ra oán hận với mẹ. Cuộc sống sau này đầy biến động nhưng may mắn, bên cạnh Lý Yên có một chú chó nhỏ có tên Khả Nhạc. Trương Vãn Ý uy nghiêm ngút ngàn khi nên duyên cùng Vương Sở Nhiên trong phim mới. Trương Vãn Ý gây chú ý với dự án phim Liễu Chu Ký đóng cùng Vương Sở Nhiên. Trong phim, Trương Vãn Ý vào vai Vương Gia Thôi Cửu. Ngay từ khi những tạo hình đầu tiên của nam diễn viên được leak lên mạng xã hội, các khán giả đã dành lời khen cho anh. Mới đây, tạo hình mặt khôi giáp của Trương Vãn Ý tiếp tục nhận được những lời có cánh từ cư dân mạng. Cư dân mạng nhận xét, nhân vật Thôi Cửu do Trương Vãn Ý thủ vai toát lên vẻ oai phong uy quyền cần có của một đại tướng. Trước đó, những hình ảnh của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trên phim trường của bộ phim cổ trang Liễu Chu Ký nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Loạt ảnh gây chú ý bởi tạo hình vô cùng chỉnh chu và được đầu tư. Đồng thời, cư dân mạng mong chờ phản ứng hóa học của cặp đôi trong bộ phim này. Liễu Chu Ký là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàn của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tác phẩm nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàn Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường. Vương Sở Nhiên sẽ hóa thân thành nữ chính Liễu Miên Đường, con gái của một gia đình quan. Khi gia đình lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành, nhưng giữa đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành sơn chủ phu nhân của nhiếp chính vương Thôi Cửu. Một hôm, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê, đến khi tỉnh dậy, nàng không còn nhớ được những gì xảy ra trước đó nên đã nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu là người chồng của mình. Còn Thôi Cửu dù biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn quyết định đóng giả một thương nhân buôn bán đồ sứ, lợi dụng Liễu Miên Đường cho mục đích của mình. Thần ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu cực căng vào cuối tháng 10 này. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Thần ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính,
dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 10, cụ thể là ngày 31 tháng 10. Được biết, dubbing của phim cũng để thời gian lên sóng là tháng 10 năm 2023. Nếu bộ phim được chốt lên sóng vào thời gian này, thì có khả năng sẽ là màn đối đầu gay gắt của hai tiểu hoa và hai tiểu sinh được quan tâm nhất hiện nay. Được biết, Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính, cũng có lịch dự kiến lên sóng vào ngày 31 tháng 10 tới. Về phần bộ phim Thần Ẩn cũng đã cán mốc hơn 1 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent, dù chưa có lịch lên sóng chính thức, nhưng thành tích này là một minh chứng cho thấy khả năng hút nhiệt lớn của Triệu Lộ Tư với những sản phẩm có cô nàng góp mặt. Được biết thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư bùng nổ với khán giả qua hai dự án là Vụng Trộm Không Thể Giấu và Tinh Hán Sáng Lạn. Hai bộ phim không chỉ được đón nhận, mà còn gây bão màn ảnh suốt một thời gian dài, trở thành tác phẩm bạo khoản, kiếm về bộn tiền cho nền tảng chiếu. Chính vì thế, Thần Ẩn được kỳ vọng sẽ là tác phẩm bùng nổ tiếp theo của Triệu Lộ Tư lẫn nền tảng. Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh. Đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm, trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn. Theo đó, nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo. Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng, vốn dĩ bản thân gặp xui xẻo, có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng, là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng. Thành Nghị vượt mặt Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh, nhưng lại thua chị gái Bạch Lộc. Từng là dự án không quá được nền tảng coi trọng, thế nhưng kể từ khi lên sóng đến nay, Liên Hoa Lâu với sự tham gia diễn xuất của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh, liên tiếp mang về những thành tích đáng nể, khiến dân tình không khỏi cảm phục. Theo số liệu cập nhật mới nhất, Liên Hoa Lâu đã nhận được hơn 1.571.000 lượt đánh giá trên nền tảng EQG, đứng thứ hai trong lịch sử phim của nền tảng này, chỉ chịu thua duy nhất Cuồng Phong của Trương Dịch và Lý Nhất Đồng, với hơn 1.700.000 đánh giá. Phải biết, những dự án phim do các diễn viên nổi tiếng khác lên sóng trong năm nay như Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh, Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên, Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật, dù được công chúng đón nhận là thế, nhưng vẫn chưa thể làm được điều này. Ngoài ra, trên trang Dubbing, Liên Hoa Lâu cũng đạt điểm đánh giá đầy ấn tượng với 8.3 điểm, hơn 500.000 lượt đánh giá, trở thành bộ phim có lượt đánh giá cao thứ 3 của năm 2023, hoàn toàn bỏ xa Trường Tương Tư của Dương Tử, Ngọc Cốt Giao của Tiêu Chiến, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Yếu tố giúp Liên Hoa Lâu đạt được thành công như hiện nay, không chỉ nhờ nội dung chất lượng, kịch bản xử lý chắc tay, hấp dẫn, kỹ xảo ăn tiền, mà còn nhờ diễn xuất tốt của nam chính Thành Nghị cùng dàn cast. Được biết, hầu hết những cảnh võ thuật trong phim đều do các diễn viên đích thân thực hiện, thay vì nhờ tới hỗ trợ từ đóng thế. Bên cạnh đó, thực tích chiếu đài của Liên Hoa Lâu trên kênh CCTV8 cũng khá cao, rating ghi nhận mỗi tập đều trên 1%. Hé lộ ảnh Lưu Diệt Phi nắm tay bố bước vào hôn lễ, danh tính nhà trai gây chú ý. Sau 16 năm chỉ chuyên tâm đóng điện ảnh, mới đây Lưu Diệt Phi đã chính thức quay lại với mảng truyền hình, mở màn với thành công của Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió, giúp thần tiên tỷ tỷ hâm nóng lại tên tuổi của mình. Hiện tại, Lưu Diệt Phi đang quay bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng với vai nữ chính Hoàng Diệt Mai, một cô gái khác hẳn các vai diễn trước đây. Mới đây, trên mạng đã lan truyền một bức ảnh hậu trường mới của Lưu Diệt Phi ở Câu Chuyện Hoa Hồng. Theo đó, trong cảnh quay này, nhân vật Hoàng Diệt Mai do thần tiên tỷ tỷ đóng, đang khoác tay cha của mình, nhìn khung cảnh với lụa đỏ treo. Nhiều người suy đoán đây rất có thể là hôn lễ của Hoàng Diệt Mai và Phổ Gia Minh. Hình ảnh Phổ Gia Minh mặc vest xanh cài hoa đỏ trước ngực, càng khiến khán giả tin tưởng đây là hôn lễ của cặp đôi hơn nữa. Lý giải việc Hoàng Diệt Mai không mặc váy cưới, có người cho rằng, có lẽ là vì tái hôn, nên cô muốn tối giản mọi thứ. Trước đó, nữ chính Câu Chuyện Hoa Hồng đã kết hôn với Phương Hiệp Văn và có một cô con gái tên Phương Thái Sơ. Cuộc hôn nhân đổ vỡ giúp Hoàng Diệt Mai trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chuyện tình của cô và Phổ Gia Minh cũng đẹp, chỉ đáng tiếc chẳng thể kéo dài. Theo tiết lộ, nhân vật Phổ Gia Minh của Hoắc Kiến Hoa là tri kỷ tâm giao của Hoàng Diệt Mai. Đáng tiếc khi chuyện tình này đang rất ngọt ngào, anh lại ra đi vì bệnh tật, để lại vết thương lòng lớn cho nữ chính. Câu chuyện tình yêu này hứa hẹn sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Video đến đây là hết.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.